Xin chào cả nhà. Một cái cây hồng yên thủy lớn rất là nhanh, nó đâm rễ ra cả cái này luôn này. Nó là cây ươm và nó có một cái mắt. Nó lúc đầu nó rất là như một hạt đậu đen thôi, thì cũng thử nhỏ AB này nọ các kiểu, thấy rất là đứng. Và sau đó là mình đã nghe một lời khuyên của một ông anh trong nghề, thì anh nói là nên cắt ra, cắt đôi cái này ra. Thì bữa nay thấy nó ổn hơn rồi, nó bắt đầu cái này nó bắt đầu nó đã không bị cái thân mẹ này, thân lớn này nó lớn ác nữa, và bắt đầu mở lá rồi. Và nhìn rễ thì bắt đầu nó cũng đi rồi nè. Đó. Hồi đó mua thì người bán nói rằng là cái cây này, cái mầm này là phải để đợi năm sau, khi mà cái mầm lớn này nó lớn hẳn đã, thì năm sau mình sẽ bắt đầu dùng cái này, khai thác cái này. Nhưng mà nóng vội cho nên là đã làm và đã thành công. Vì mình nhỏ AB được 2 lần, sau đó thấy nó hơi đứng, thì mạnh dạn cắt đôi ra luôn, cắt đôi cái thân già ra, thì nó đã phát triển được như vậy rồi. Hồng yên thủy bữa nay quá hot nên làm cái clip chia sẻ. Lách từ thân mẹ ra. Lách từ thân mẹ ra, hay là từ cây ra, thì cái nào tốt hơn? Theo quan điểm cá nhân của mình thì cái nào cũng tốt hết và cái nào cũng ngang nhau hết. Cái này lách từ thân mẹ ra nè. Củ chi lách từ thân mẹ ra. Củ chi là một cái cây mà có trạng rất là yếu, nhưng mà nó lách từ thân mẹ ra và nó đi mãi nè. Khả năng là nó cứ đi hiện tại bữa nay mới đang giữa mùa hè thì nó còn đi rất là lâu. Đó, này lách từ thân mẹ ra nè. Còn cái ươm cây, từ cây mà đi mãi. Hiện tại trong vườn không có cái hàng nào từ cây ươm đi mãi. Để mình coi thử coi có không. Đây như một cái dòng di linh trắng mà từ kỳ mà nó đi mãi, thì có ví dụ điển hình đây. Cái này khả năng rất lâu nó mới dừng. Cái này là từ cái này là từ thân mẹ mà, lộn lộn. Này từ thân mẹ rồi nó mình tách ra. Tách ra kèm thân già để kiếm một cái khác để làm ví dụ. Nói chung là nó phụ thuộc vào cái sự chăm sóc của chúng ta thôi, chứ nó không phụ thuộc vào những cái yếu tố kia. Những cái yếu tố nó không có vấn đề, không quyết định ở ươm cây hay đấy. Nếu như ươm cây, chúng ta nên tốt nhất ươm cây tự nhiên, không có kích thuốc. Và đây này, cây này ươm cây, cây này lách từ thân mẹ ra nè. Và giờ nó lớn, cứ lớn miết vậy đó, đang mở lá rất là dữ. Không tìm thấy cây như cây này thì mua lâu rồi, cho nên là không nói được vấn đề này. Đây ví dụ, không, cái cây này không biết lịch sử của nó là ươm cây hay là cây từ trên thân mẹ. Nhưng mà cây này là ươm cây này cả nhà. Và bây giờ thì trong cái cảm quan của mình, thì bữa nay mới là giữa mùa hè, thì chắc chắn rằng nó sẽ đi ngọn và đi rất là dài, chứ nó không có dừng. Đó, để mà mình nói rằng là ươm cây hay là cây từ thân mẹ thì không nói lên được điều gì hết. Quan trọng là cây đó là cây tự nhiên sẽ tốt và cách chăm sóc. Như cây này thì đâu có hy vọng nó đi được nữa, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố quá. Rồi, ok, mình chia sẻ sơ sơ vậy. Xin chào cả nhà, xin kết thúc clip ở đây.